Rồi nay lên hộp số 2 cầu 1 cầu nha anh em nha. Anh em mua về đồ chơi nha. Rồi hôm nay mới rã cái hộp số 2 cầu nè, 2 cầu. Đây là hộp số sau nha. Hộp số này hộp số có phun thuốc nha anh em. Đó, số là 3 tiếng 1 giây. Số là 3 tiếng 1 giây. Con này là có nhanh chậm luôn ha. Đó, nó có nhanh chậm rồi, nó có gài cầu 1 cầu 2 cầu luôn. Đó. Con này là hộp số phun thuốc nha anh em. Đó, mới rớt cái sườn xuống này. Đây. Đó, mới rớt sườn xuống này, hộp cầu trước này. Đây. Cầu trước này nha anh em. Đây. Đó, cầu khô ráo sạch sẽ nha. Cầu là bao cho anh em rinh nha, có láp luôn. Đó, có láp ra luôn ha. Đó, mới xả ra nè. Có mới xả ra đó, còn chân luôn ha. Đây, nghiêng quản, nghiêng nói chung là nghiêng hiện trạng. Đây. Đó, cái đó với lại cái này là một bộ nha anh em. Đó. Bán như hiện trạng nha anh em nha. Đó. Cầu số rinh hết ha, chưa bung chưa sửa gì ha. Rồi, bộ này giá 7 triệu ha. 7 triệu chưa bao phí vận chuyển nha anh em nha. Đó. Rồi 7 triệu. Đây. Tân bu đồ ngon lành hết rồi, bánh kia tháo dục lại đó, cho nó nhẹ. Rồi 7 triệu cho một bộ. Rồi qua bộ thứ hai, bộ này cũng hai cầu luôn nha anh em nha. Nhưng mà cái bộ hai cầu này thì nó nhìn nó rất là lực ha, nhìn nó công phu lắm. Đây nè, nó chiền cót ra ở đây, nó xuống ở chân này đó, thấy không? Đây là cầu này, là cầu trước nè, cầu trước ha. Nói và nói là vừa cầu mà vừa hợp số luôn nha anh em đó, vừa cầu vừa hợp số luôn. Đây, đây là cầu sau nè. Đó, cầu sau nè anh em. Đó. Bao cho anh em là rin nha anh em nha. Rin nghĩa địa về 100%, chưa qua sử dụng tại Việt Nam nha anh em nha. Đó, về là xấu là rã thôi. Rồi, bộ này bán cho anh em là 8 triệu rưỡi nha. Tại vì bộ này thì nhìn nó rất là đẹp. Và bộ này thì nói chung là nhìn nó thông dụng hơn, thì giá nó sẽ cao hơn cái bộ kia ha. Bộ kia thì nó là có xe phun thuốc, bộ này có xe rùa nha anh em nha. Đó, thì anh em nào quan tâm thì liên hệ. Bộ này 8 triệu rưỡi. Rồi. Rồi qua cái hộp số 4 bánh 1 cầu có vi sai luôn nha anh em. Đây. Hộp số 4 bánh 1 cầu có vi sai. Này thắng nè. Đó. Đây, lắp nè. Cầu nó này. Bao rinh nha, mới rã luôn. Đó. Thì bán như hiện trạng nha anh em nha. Đây có đồ để anh em giờ gắn bánh vô nữa nè. Đó. Anh em muốn mua thêm bánh thì bên em quảng có luôn nha. Ở quảng có luôn, còn thì bán như hiện trạng. Mua như vậy thì bán như vậy thôi. Còn em muốn cần thêm bánh, hai cái bánh đó thì sẽ có cho anh em luôn. Đó thì tính thêm tiền nha. Rồi. Đây. Thấy không? Khô ráo sạch sẽ, chưa xì xọt ha. Rồi, con này giá 4 triệu nha anh em. Hiện trạng rất đẹp, giá 4 triệu, bao phí vận chuyển nha anh em luôn. Có vi sai luôn nha anh em. Vì hộp số này thật sự thì một con xe rùa 3 bánh 4 bánh rã ra bán chỉ một được một cái hộp số thôi nha anh em, còn nhiều là bán phế liệu hết đó. Nên là một cái hộp số này thì cái giá trị nó 3 triệu rưỡi 4 triệu gì đó thì nó chỉ chưa gỡ nổi con xe rùa 3 4 bánh đâu. Đó. Nên là những hộp số này rất là giá trị ha. Đó, anh em mua rất là nhiều luôn. Rồi. Rồi quay ga lê luôn ha. Quay ga lê anh em nào cần thì liên hệ nha. Ga lê thì bên em rất rất là nhiều. Đây một đống trong nhà một đống nữa. Nói chung là tính là hàng dài trăm cái ha. Đó thì anh em nào quan tâm mua về sử dụng nha. Đây là có những cái bánh răng của xe rùa 250kg nè, 300kg, 400kg gì anh em bỏ đều được ha. Đó, anh em nào cần thì liên hệ nha. Đây ga lê nè. Đó. Nói chung giá từ 200 tới 300 nghìn một cái ha. Anh em mua số lượng thì sẽ bớt hơn. Đó, rẻ hơn. Ga lê thì nó đủ loại ha. Đây bánh đỡ nè. Bánh đỡ thì nó nặng ha. Bánh đỡ thì nó rất là dày. Đó. Giá dao động từ 300 200 tới 400 500 nghìn cái, tùy theo loại, tùy theo những cái loại, nó là hàng to hàng nhỏ, hàng nói chung là hàng độc hàng hiếm gì đó, đó thì nó sẽ mắc hơn ha. Còn bình thường thì cứ một cái là 200-300 thôi. Đó, một cái ga lơ dày, nếu mà dày bự của mấy xe rùa 800 kg thì giá 300 nghìn thôi. Còn những xe rùa 200-300 kg thì giá nó 200 nghìn cái thôi. Đó. Những cái bánh đỡ đôi rồi nè, đó ha. Nhìn nó rất là chất lượng. Rất là nhiều nha. Đó, rất là nhiều. Anh em mua chỉ cần anh em cần cái con cái loại bánh đó, anh em cứ đo kích thước chụp đúng cái bánh đó, chụp gửi qua Zalo nha. Số điện thoại em có để phần mô tả. Đó, chụp. Đó, đo ngang nè. Đo ngang ha. Đó. Rồi, đo vậy. Đó. Rồi gửi qua Zalo thì em sẽ gửi đúng cái mặt hàng cho anh em về rác ha. Tại vì mấy cái đồ này thì nó cũng trùng nhau hết á. Nó không có khác nhau cái gì đâu ha. Đó, trùng nhau hết. Đó.